Xây cầu cạn cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long thế nào cho hiệu quả? Việc đầu tư cầu cạn đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều thách thức liên quan tới chi phí, nguồn lực và tính toán hiệu quả. Tổng mức đầu tư của các dự án đã triển khai sẽ cao gấp khoảng 1,69 lần so với phương án đắp nền thông thường và để triển khai cần bổ sung khoảng 65.000 tỷ đồng. Lãnh đạo Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng khẳng định việc xây dựng cầu cạn có nhiều ưu việt về kỹ thuật, đặc biệt khi sử dụng để vượt địa hình hoặc khu vực đất yếu lớn. Đề xuất giải pháp xây dựng cao tốc cho đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo tiến độ, tin cậy trong khai thác sử dụng. Tại hội thảo, tiến sĩ Trần Bá Việt, nguyên phó viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng nhấn mạnh, giải pháp cầu cạn bằng dầm nhịp lớn trên cơ sở công nghệ bê tông cường độ cao và bê tông tính năng siêu cao phù hợp cho vùng đất yếu với tầng đất yếu dày, chiều cao đất đắp lớn hơn 3 mét với khu vực cần cầu chui dân sinh. Đất nền lún sụt, nước biển dâng. Bên cạnh đó, giải pháp cầu cạn với công nghệ bê tông tiên tiến cho phép thi công nhanh, chất lượng cao, bảo trì thấp, tuổi thọ trên 100 năm và chi phí đầu tư và chi phí bảo trì trong 30 năm là thấp nhất trong các phương án. Trên cơ sở đó, ông Việt kiến nghị chính phủ cho phép thực hiện cho một tuyến cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long ngay trong năm nay để đánh giá hiệu quả về môi trường bền vững và kinh tế kỹ thuật bảo trì của dự án cụ thể.